Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về lô đồ đồng đánh bóng sẵn nha. Đó với đồ gốm để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Đó, mã số 1T đầu tiên. Đó chính là một bộ lư đồng. Đó, đây, lư này lư nhỏ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là đẹp luôn. Liên lạc và lành lặn luôn nha. Cái này em đã đánh bóng rồi. Đó, cô chú anh chị mình có nhu cầu thì chúng em sẽ bắn một lớp keo lên, cô chú anh chị mình có thể xài 2-3 năm sau. Rồi cô chú anh chị mình á, là có thể là tẩy đi cái lớp keo nó, tại vì keo mà để lâu quá thì nó sẽ bị dợp. Đó, đây chúng em vệ sinh tất cả sạch sẽ trơn rồi nha. Đó, cái này là đánh bóng rồi, không có phủ keo, chưa phủ keo gì hết, mới đánh bóng thôi. Để chịu đo thông số cho quý cô chú anh chị mình đều biết nha. Chiều cao là 2 tấc 7, chiều cao là 2 tấc 7 nha. Chân đèn á, là cao là 2 tấc 3. Đây, đó, cái tích của nó tức là sông Long Tranh Trâu. Đó, đây phía sau của nó đây, phía sau của nó có chữ này. Đó, em cũng không có gành những cái chữ tàu nữa nha cô chú chị mình ha. Nhưng mà em đã vệ sinh những con ốc này thì em làm mới lại nha cô chú chị mình ha. Đó, tại vì nhiều khi á, những cái con tán ngày xưa nó hơi đen nên em đã bỏ rồi, em làm mới lại luôn, vệ sinh sạch sẽ luôn từ trong ra ngoài. Đó, nạo ba vớ hết trơn luôn nha, không có miếng ba vớ nào hết. Đó, chúng em nói chung là tẩy sạch hoàn toàn. Đó, giống như là đồ mới gì đó. Đây, rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, có giá là 2.800.000. 2.800.000 em bao ship toàn quốc nha. Đó, 2.800.000 em bao phí ship luôn cô chú anh chị mình luôn nha. Đây tới mã số 2. Đó, mã số 2 cũng một bộ lư đồng luôn, lư tròn. Đây. Đó, mã số 2. Bộ này thì nó cao hơn nha. Đó, chiều cao là 3 tấc 3 nha cô chú chị mình ha. Chân nến là 2 tấc 8. Đó, đây. Lòng trong đây cũng vệ sinh hết trơn luôn nha. Đây bỏ qua cân nữa coi. Đã quên tự giờ quên cân cho quý cô chú anh chị mình đều biết luôn nha. Đó, mình bỏ nguyên một bộ qua mình cân luôn. Bộ mã số 2 để em cân thử luôn cho chị mình ha. Đó, cô chú chị mình có phủ keo bóng thì cứ liên hệ với em để cái chân gì không ngay. Đó. Đó, nguyên một bộ này của nó luôn là 4 kg. 4 kg nha cô chú chị mình ha, nguyên bộ là 4 kg. Đó, bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.500.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, và bao phủ keo luôn. Đó, rất là đẹp, liên lạc và là lặn luôn nha. Đây tới cặp bình bông vỏ đạn 105 ly. Loại này thì nó nhỏ hơn loại kia. Đó, mã số 3. Rất là đẹp luôn nha. Chiều cao là 2. Chiều cao của nó luôn là 3 tấc 3. Em xin lỗi nha, chiều cao là 3 tấc 3. Đường kính miệng là 1 tấc 4. Đây, hoành bụng lớn nhất là 44. Bình bông vỏ đạn 105 ly. Ở đây nó có đóng ở dưới đây luôn nha quý vị mình ha. Năm 1945 em đã đánh bóng vệ sinh tất cả đều sạch sẽ hết trơn rồi. Về là của chú chị mình cứ để nước vô mình xài thôi, khỏi đánh bóng gì hết. Trọng lượng nặng là 3 kg. Bình bông vỏ đạn. Đó, cũng như mình xem lòng trong giùm em. Nói chung từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong đều sạch sẽ hoàn toàn. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em mã số 3T. Một cái là 2.800.000 một cặp. Đó, thì em sẽ bớt tiền cà phê lại cho của chú chị mình ha. Đây, hàng nguyên si là lặn. Một cái là 2.800.000. Đó. Còn nếu mà cô chú chị mình lấy một cặp thì em bớt tiền cà phê lại. Cặp mã số 4 này nó bự hơn cặp mã số 3 nha. Mã số 4 này là chiều cao nó tới 3 tấc 7. Đường kính miệng là 1 tấc 6. Hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 51. Cái này em chỉ có 2 cặp thôi nha. Đó, nói chung là em đánh bóng hoàn toàn hết trơn rồi. Cái này là đồng tự nhiên đánh bóng nha, không có tẩm màu gì hết. Chất liệu bằng đồng. Đó, không tẩm màu gì hết. Cô chú chị mình có phủ lớp keo thì em sẽ phủ cho cô chú chị mình nha. Trọng lượng nặng cái này là nó tới 3.500 kg lận nha. Đó, 3.500 kg. Đây, hàng thì nguyên si là lặn, không có bị móp méo gì hết. Chất liệu là bằng đồng, tự nhiên, rất là đẹp. Bình này rất là lớn, một cặp để trên bàn thờ rất là sáng đẹp cho cô chú chị mình ha. Đó, này là phải trưng rất là nhiều bông luôn, chừng 20 á, 20 bông nha. Đó, lọt lòng đường kính miệng là 1 tấc 2. Đó, phủ bì đường kính miệng cái này luôn á là 1 tấc 6. Rất là đẹp, rất là liên lạc, lành lặn luôn.
Mã số 4 này một cái là 3.200.000. Cô chú anh chị mình mua một cặp cho em sẽ bớt tiền cà phê lại nha. Đó. Đây, mã số 5 một cái sông trầm lớn. Cái này là chưa đánh bóng gì hết trơn nha cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì sẽ đánh bóng lại luôn cho cô chú anh chị mình nha. Đó. Nó mà cái đế nó nhìn rất là bự nha cô chú anh chị mình ha. Cái đế nhìn rất là lực, rất là bự. Cao là 5 tấc 3. Đường kính miệng sông trầm là 2 tấc nha. Phủ bì hai cái đầu tượng hai bên luôn á, đó là 4 tấc. Đây, hàng thì nguyên si là lặn. Đó, cái này là anh chưa vệ sinh từ trong ra ngoài luôn nè. Đó, cô chú chị mình có nhu cầu thì em sẽ đánh bóng lại giống như là những cái bình bông cũng vẫn được luôn nha. Rất là đẹp, liền lạc là lặn, không có ba vớ gì hết trơn. Nguyên si, không có một miếng xi măng ba vớ gì hết trơn nha. Cho nên nó môi móc hết trơn rồi. Bỏ qua cân thử coi. Đó, để em coi trọng lượng nặng nó là bao nhiêu ký nha cô chú chị mình ha. Trọng lượng nặng của nó luôn là 12 ký. Cái sông trầm này em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn có giá là 10.500.000, bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn nha. Và em bao đánh bóng luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Hoặc là của chú anh chị mình liên hệ số kế bên 0898997764, cũng là Zalo và Facebook luôn nha. Mã số 6T một cái thao đồng. Phủ bì là 3 tấc 9, lọt lòng là 3 tấc 3. Hàng nguyên si là lặn, chất liệu bằng đồng. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây, còn chỉ có hai cái duy nhất luôn. Đó. Đây rất là đẹp. Đây, trọng lượng nặng một cái thao để em cân thử coi nha. Một cái của nó luôn là 1.1 kg nha cô chú chị mình ha. Đó, em tính 1 kg thôi. Đó. Cái này là 1.100.000, bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc, chỉ còn có hai cái duy nhất nha. Mã số 7, một cái cân giá chất liệu bằng đồng. Đó. Đây, rất là đẹp luôn nha quý vị mình ha. Bao đánh bóng luôn, đường kính giá cân là 2,5 tấc. Mã số 7 có giá là 1.000.000, bao ship toàn quốc cho quý của chúng chị mình luôn nha. Mã số 8, một cái bằng ủi con gà chất liệu bằng đồng. Đó, gà đồng, cán đồng luôn. Nói chung là nguyên con bằng đồng, chỉ có cái cán là bằng cây thôi, cán cầm này nè bằng cây thôi. Còn tất cả đều là đồng hết. Đó, mã số 8T. Trọng lượng nặng là 1.6 kg. Cái này thì em giao lưu là 900.000, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Mã số 9T, một cái đèn mang sông hiệu ách cơ, chất liệu bằng đồng. Đó, nhưng mà nước si vẫn còn, chưa vệ sinh bụi bặm, có thể em lên lửa lên cho cô chú chị mình vẫn được luôn. Đó, hoặc là cô chú chị mình vẫn chân đề coi vẫn được luôn. 1.300.000 một cây, bao ship toàn quốc nha. Đó. Đây, tới mã số 10, solar. Đó, hàng này là của Đức nha cô chú chị mình ha, solar. Đó, vẫn lên lửa được cho cô chú chị mình luôn. Chất liệu cũng là bằng đồng, đèn mang sông, đầy đủ linh kiện. Nắp chụp này em thay lại cho cô chú chị mình luôn, nắp chụp khác. Đó, đẹp, ok nha. Đó, cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Đây, ông Khói là ông Khói này cũng vẫn còn logo luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, logo con bướm. Đó là hàng Việt Nam. Đây, cái đèn mang sông này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn là 1.700.000, bao ship toàn quốc nha. Đó, về tới lên lô đèn. Đây, những cây đèn yêu thương rất là đẹp luôn nha. Chân Nga Timon là cây mã số 11. Mã số 12 chân đồng. Đó. Bầu này là 1.3 tấc. Bầu màu hồng này á, là 1.6 tấc. Chiều cao mỗi cây á, là 4.7 tấc. Đây rất là đẹp luôn nha. Nguyên si là lặn. Nói chung là bầu hoa lê em bao. Đồ này trước năm 75, sau năm 75 tặng cho cô chú chị mình làm kỷ niệm với em luôn nha. Đó, một cây em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn có giá là 2.000.000 một cây, bao ship toàn quốc nha. 11 và 12 đồng giá là 2.000.000. Mã số 13 và 14. Đó. Chiều cao mã số 13 là 6 tấc. Mã số 14 chiều cao là 5 tấc 7. Chân bên đây là Atimon. Chân đồng quá. Này chắc chân đồng. À, chân bên đây là chân đồng, chưa đánh bóng, nước si vẫn còn. Chân bên đây là chân đồng, khúc đá trắng rất là đẹp. Bầu móng tay pha lê, bên đây là móng tay vàng pha lê, chưa vệ sinh chùi rửa luôn. Rất là đẹp luôn nha, liền lạc lành lặn luôn. Đây,
em đồng giá với cô chú anh chị mình luôn, 2.800.000 một cây, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. 2.800.000 một cây đó, mã số 13 và 14, mã số 15 và 16 đó, cũng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao mã số 15 là 5 tấc 7, chiều cao mã số 16 là 6 tấc nha. Đó, đây bầu là cũng là bầu pha lê màu xanh nhợt rất là đẹp luôn, chân là chân đồng đá khúc đá trắng nha. Đó, họng đồng luôn, ống khói vẫn còn logo, bên đây là khúc đá quýt, đá quýt đỏ nha. Đó, khúc đá quýt này rất là đẹp luôn như mình ha, cái này để đánh sơ là cái thôi rất là đẹp, còn rất đá còn rất là bóng nha. Đó, đá nguyên zin nha. Đây, khúc đá đỏ. Đó, khúc này là Artimon, khúc trên này cũng là Artimon luôn. Bầu này á là 1 tấc 4, mã số 15. Mã số 16 bầu này á là 1 tấc 4 luôn. Đây, rất là đẹp luôn nha. Mã số 15 em đồng giá là 2.800.000, mã số 16 là 3.200.000, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Mã số 17 và 18 đó, những cái đèn gốm xứ Pháp hoặc là của Đức nha quý chị mình ha. Nhãn hiệu cũng vẫn còn đây luôn. Đó, bao đẹp cho quý chị mình luôn nha. Hàng nguyên si lành lặn, bầu này trên 1 lít dầu. Chiều cao mã số 18 là 45, 4 tấc rưỡi. Mã số 17 là 44 nha, 4 tấc 4 nha. Đó, 17 và 18, đây rất là đẹp luôn cho quý chị mình ha. Đó, em đồng giá với cô chú anh chị mình luôn, cái đó là 1.500.000 một cây, bao ship toàn quốc nha. Mã số 19 và 20, những cái đèn gốm này rất là đẹp luôn cho quý chú anh chị mình ha. Những cái họng này của chú anh chị mình không không xài thì em xài họng khác cho cô chú anh chị mình vẫn được. Hàng này là của Mỹ. Chiều cao cây mã số 19 là 38. Chiều cao cây mã số 20 4 tấc 7. Bầu này là nguyên si là lặn rất là đẹp luôn cho quý chị mình ha. Bầu này có thể là hơn 1 lít dầu nha. Cỡ 2 lít. Đó. Bằng gốm sứ. Bầu này là 1 lít nè. Đó. Mã số 19 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 2.200.000. Mã số 20 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn là 2.500.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 21. Đó. Và 22. Đây cũng còn liên lạc và lành lặn luôn nha. Đó, cái này em bao đánh bóng là cho cô chú anh chị mình luôn. Chiều cao mã số 21, cao là 45. Mã số 22, chiều cao là 50. Đó, hàng thì nguyên si lành lặn. Cô chú anh chị mình thích ống khói nào thì mình sẽ em lựa ống khói đó cho cô chú anh chị mình ha. Đó, thích kiểu nào mình lựa vẫn được. Đó, để họng vừa là ok ha. Đó. Mã số 21, cây này em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn. Có giá là 2.000.000. Đó, lý do là tại vì cái họng đèn của nó là họng đèn xịn nha quý chú anh chị mình ha. Nó cái họng đèn này không là tầm 1.500.000 rồi. Đó, mã số 22. Đây, cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.600.000, bao đánh bóng và bao phí ship luôn nha. Đó. Đây, mã số 23 và 24. Chiều cao của nó luôn là 5 tấc 2. Đó, hai cây này cũng ngang ngửa với nhau nha, cũng là 5 tấc 2 luôn. Đây, mấy cây này còn rất là đẹp luôn nha quý chú anh chị mình ha. Đồng giá với cô chú anh chị mình luôn 1.600.000 một cây, bao ship toàn quốc 23 và 24. Mã số 25. Một chục cái dĩa con gà. Đó, hàng này là hàng lái thiêu xưa, đường kính 2 tấc. Một chục cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 từ hồi xưa tới giờ nha. Đó, liên lạc lành lặn bao đẹp luôn. 5 cái cốc bằng gốm sứ Nhật nha cô chú anh chị mình ha. 6 cái cốc bằng gốm sứ Nhật. Đó, cao là 9 phân, đường kính miệng là 6 phân. 5 cái này em giao lưu với quý, 6 cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn là 400.000, bao ship toàn quốc luôn nha. Đó. 5 cái tô nhỏ rất là đẹp. Đó. Đây, hàng này của tàu xưa nha. Đường kính tô là 1 tấc 7, liên lạc là lặn luôn. 5 cái này là 400.000, bao ship toàn quốc luôn nha. Mã số 28. Đó. Đường kính tô nhỏ này là 1 tấc 9, đường kính tô lớn là 2 tấc 4. Hàng nguyên si là lặn, bao đẹp cho quý chị mình luôn. Này là đồ Nhật nha, đồ màu Nhật.
Đó. Đây, cặp tô này thì có giá là 800 ngàn bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Mã số 29 và 29 cái là một cặp tu hú. Cao là 3 tấc 6, đường kính miệng tu hú là 7 phân. Hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 68. Hàng nguyên si là lặn bao đẹp cho quý chị mình luôn. Đây, cặp này thì còn một cặp duy nhất em vô lưu cho quý chị mình luôn. 2,5 triệu bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Đây, mã số 30, đó chính là một cặp phụng nha quý chú chị mình ha. Hàng này cũng là tàu xưa luôn, thập niên 90, chiều cao 4 tấc 3, đường kính miệng 1 tấc 8, hoành bụng lớn nhất là 80. Cặp này là 2,4 triệu bao ship toàn quốc và bao nguyên si là lặn nha quý chú chị mình ha. Đây, là có khúc cây không? Đó, mã số 31, một cái thao ngũ long. Đó, một cái thao cửu long rất là đẹp, liền lạc lành lặn. Đây, thao này thì em bao cho cô chú chị mình luôn. Nếu mà dưới 90 năm em tặng cái thao này cho cô chú chị mình làm kỷ niệm bằng gốm sứ nha. Hàng này của tàu xưa, của tàu nha cô chú chị mình ha. Dưới 90 năm tặng cho cô chú chị mình làm cái thao mình làm kỷ niệm luôn. Nếu mà cái thao này dưới 90 năm. Đó, cô chú chị mình xem đế, quay cái đế cho gõ vô cho cô chú chị mình xem nha. Và cốt men. Đó, cửu long. Đây, lòng trong là 4 con. Đó, cái cây nhỏ đâu. Đó, lòng trong là 4 con. Đó, lòng ngoài á, lòng trong là 5 con. Lòng ngoài của nó luôn á là, đây đứa coi, 1, 2, 3, 4. Đây, ở ngoài là 1 con. À, ngũ long à. Đây, ở ngoài là sông long nha của chúng chị mình ha. Phía trong là 4 con nữa. Đây, rất là đẹp luôn nha. Đồ này là nguyên si lành lặn luôn. Em bao là 90 năm trở lên. Dưới 90 năm cái thao này em tặng cho quý chú chị mình làm kỷ niệm. Những cái chữ tàu trên đây là em có thể dịch cho quý chú chị mình vẫn được luôn nha. Đó, liên lạc lành lặn luôn nha quý chú chị mình ha. Thao này là không chê được chỗ nào hết. Bao là nguyên si, đồ nguyên. Âm thanh là chất lượng luôn nha. Đó, tuổi đời em bao trên 90 năm, dưới 90 năm trả lại cho em, không mất 1.000 phí ship, hoặc là em tặng cái thao cho quý anh chị mình làm kỷ niệm luôn. Đây, mã số 31T em giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Đó, có giá là 7,5 triệu. 7,5 triệu bao ship toàn quốc. Phủ bì là 43. Lọt lòng là 3,5 tấc. Chiều cao là 1,5 tấc. Đó, 7,5 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình nha. Mã số 32, đó chính là một cái ấm trà 5 lít. Đó, hàng này của Lái Thiêu nha. Cao là 2,3 tấc. Hàng nguyên si là lặn, chứ không có cái quai thôi. Bây giờ chúng mình làm cái quai lại. Đó, 5 lít nước. Đây, một con cò tùng hạt nha, rất là đẹp. Nguyên xin, lành lặn luôn, không có đắp giá bể mẻ chỗ nào hết. Đây, cám này em giao lưu là 1 triệu bao ship toàn quốc nha. 1 triệu bao phí ship cho chúng chị mình luôn. Đây, tới những cái ấm đồng nha quý chú chị mình ha. Đây, đồng này rất là dày, trọng lượng nặng là 1,9 kg. Ấm hai quai, ấm hai giòi nha quý chú chị mình ha. Đó, liền lạc hết trơn, để dành nấu nước vẫn được nha. Cái này mình treo rồi mình nấu nước nó như gì nè. Đó, đây, chất liệu bằng đồng, không pha, bao cho quý chú chị mình luôn. Đây, đường kính miệng đó là 1,3 tấc. Chiều cao là 1,5 tấc. Bên đây nó có hình mặt người nha, rất là đẹp, bao đánh bóng luôn. Đây, cái nồi này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1,2 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Hai con thiên nga mã số 34, liên lạc và lành lặn luôn. Đây, chiều cao con lớn là 33, chiều cao con nhỏ này là 2,8 tấc. Đây, cặp này em giao lưu là 1,2 triệu bao ship toàn quốc, chất liệu bằng đồng. Một cái ca mã số 35. Đây, chiều cao là 1,7 tấc, đường kính miệng là 1 tấc. Đó, chất liệu bằng đồng. Đó, cái này thì có giá là 600 ngàn bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Đây, tới mã số 36, một cái ấm tiểu nhị. Cao là 2,1 tấc, đường kính miệng là 1,2 tấc. Hoành bụng ấm này lớn nhất của nó luôn là 64, ấm này 5 lít nước, chất liệu bằng đồng nha. Trọng lượng nặng 800 gram. Liên lạc lành lặn luôn, bao đánh bóng và bao phí ship cho quý anh chị mình luôn.
có giá là 1,5 triệu, bao ship, bao đánh bóng toàn quốc nha. Đó, một cái ấm mã số 37, trọng lượng nặng là 2,2 kg. Đó, ấm này khoảng 7 lít nước nha. Cao là 2,7 tấc. Đó, đường kính miệng là 1 tấc nha của chú nhà mình ha, chất liệu bằng đồng. Chỗ này nó vẫn chấm chì lại nhưng mà vẫn xài tốt bình thường nha. Đó, của chú nhà mình xem giùm em. Liên lạc là lặn ấm này cũng là 1,5 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Đó, mã số 38, em còn một cái dĩa tàu xưa thập niên 90, đường kính dĩa em đo ngang là 8 tấc nha quý chị mình ha. Liên lạc là lặn một người bưng là hơi quằn tay, còn có một cái duy nhất này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 3,6 triệu, bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. 3,6 triệu bao ship luôn, rất là đẹp. Liên lạc lành lặn mã số 39, cũng còn một bộ chanh đá tàu xưa, khung này là khung mới, cao là 8 tấc, dài là 1,9 m, chiều cao là 8 tấc, dài là 1,9 m. Đó, đá dày là 1 phân, vẽ tay rất là đẹp, khung là khung mới, em bán rất là nhiều rồi. Mã số 39 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, 6,900,000 bao ship toàn quốc nha. Còn có một bức duy nhất. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các ông chú chị mình trong thời gian qua đúng hộ shop Thanh Chịu rất là nhiều. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.